là bạn và đồng minh nhưng không liên kết. Đây là lời của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Hubert Vautrin khi nói về mối quan hệ giữa Pháp và Hoa Kỳ. Một trong những động lực thúc đẩy Pháp phát triển vũ khí hạt nhân không phải vì mối đe dọa Liên Xô mà lại chính bởi Hoa Kỳ. Hay nói đúng hơn, đó là vũ khí hạt nhân là công cụ để họ bật lại Mỹ. Vậy thì Pháp đã chế vũ khí hạt nhân như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới. Kẻ tiên phong. Mỗi khi nhắc tới việc chế vũ khí hạt nhân, rất nhiều người cho rằng Hoa Kỳ và Đức Quốc xã là những người đầu tiên bắt tay vào nghiên cứu, rồi sau đó là Liên Xô. Thế nhưng sự thực thì Pháp mới là những người đầu tiên làm việc này. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Thường bị Mỹ và Liên Xô làm lu mờ, nhưng Pháp vẫn trở thành quốc gia thứ tư sở hữu vũ khí hạt nhân sau vụ thử đầu tiên vào năm 1960. Trong khi sự phát triển bị chậm lại do các tác động của Thế chiến II, những thành tựu nghiên cứu ban đầu của họ rất quan trọng đối với sự phát triển hạt nhân trên toàn thế giới. Chương trình hạt nhân của Pháp, giống như dự án Manhattan của Mỹ, được khơi mào bởi sự bùng nổ của Thế chiến II khi Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Tuy nhiên, nỗ lực của Pháp khi này lại không tập trung vào việc chế tạo bom, mà là những nhu cầu nghiêm trọng của Pháp về năng lượng để tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của họ. Trong khi Pháp có khả năng về bom nguyên tử, các nhà khoa học nổi tiếng của nước này tin rằng năng lượng hạt nhân có thể cung cấp câu trả lời về nhu cầu năng lượng của Pháp. Nghiên cứu hạt nhân chủ yếu do nhà vật lý và hóa học Frédéric Joliot Curie, con rể của nhà khoa học nổi tiếng người Pháp Marie Curie, và là chồng của Irene Joliot Curie. Hai vợ chồng Joliot và Curie đã cùng nhau giành giải Nobel hóa học năm 1935. Năm 1937, Frédéric Joliot Curie đã nhận một vị trí giảng dạy tại Collège de France ở Paris. Cùng với nhà vật lý Leo Kowalski, Joliot Curie đã đạt được những phản ứng phân hạch vào ngày 26 tháng 1 năm 1939. Cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào tháng 5 năm 1940 đã khiến cho việc nghiên cứu hạt nhân bị đình trệ do người Pháp buộc phải giấu nguồn cung cấp nước nặng và uranium, trong khi nhiều nhà khoa học nổi tiếng của Pháp phải chạy trốn trước sự chiếm đóng của Đức, thì Irene và Frédéric Joliot Curie đã quyết định ở lại phòng thí nghiệm của họ trên đất Paris. Hai vợ chồng Joliot Curie đã không cộng tác với người Đức. Đúng hơn thì họ coi khoa học là lòng yêu nước và quyết tâm tiếp tục nỗ lực khoa học của người Pháp. Dưới sự thẩm vấn gắt gao về vị trí của các nguồn cung cấp uranium và nước nặng của Pháp, Frédéric Joliot Curie đã che giấu kiến thức của mình về hạt nhân. Sau này, với sự giải phóng nước Pháp và sự trở lại của các nhà khoa học lỗi lạc bao gồm Kowalski, Hartmann, Julius Gurian, Bertrand Goldsmith, Frédéric Joliot Curie đã quyết tâm khởi động lại chương trình nghiên cứu nguyên tử càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tướng Lesse Groves lo ngại về mối quan hệ với Liên Xô của Joliot Curie, lo sợ rằng Joliot Curie sẽ chuyển bí mật này cho Liên Xô, nên tướng Groves đã theo dõi ông và các đồng nghiệp của mình, thậm chí đã ghi âm lại các cuộc trò chuyện của họ ở London. Bất chấp các vụ ném bom nguyên tử của Mỹ ở Nhật Bản, Joliot Curie vẫn kiên định rằng chương trình của Pháp nên theo đuổi đó là sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ngày 18 tháng 10 năm 1945, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp CEA đã chính thức được thành lập và Joliot Curie được bổ nhiệm làm cao ủy, phụ trách tất cả các công việc khoa học và kỹ thuật. Bất chấp sự phản đối từ tướng Mỹ Groves, thì Kowalski, Guerin và Goldsmith, những người đã từng làm việc trong các dự án hạt nhân tại phòng thí nghiệm hạt nhân Chalk River ở Canada, đã đi tới một thỏa thuận với Washington để được làm việc trong chương trình nguyên tử của Pháp. Tổ chức CIA đã nhanh chóng thiết lập 3 mục tiêu dài hạn, là thiết lập một lò phản ứng nước nặng và uranium có thể tạo ra các đồng vị phóng xạ. Mục tiêu đầu tiên đạt được vào ngày 15 tháng 12 năm 1948 với một lò phản ứng được đặt tên là Zoe. Không giống như dự án Manhattan, sự thành công của CEA không phải là một bí mật. Thành công của lò phản ứng Zoe đã nhanh chóng thúc đẩy sự tiến bộ của chương trình hạt nhân từ Pháp. Tới năm 1949, một nhà máy khai thác plutonium được thành lập tại Le Bourget sử dụng nhiên liệu chiếu xạ từ Zoe. Một lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium thứ hai
được thành lập tại Shockley vào năm 1952. Trong khi chưa có bất kỳ một kế hoạch chính thức nào về việc chế bom nguyên tử, thì các nhà khoa học Pháp khi này vẫn đang lo ngại rằng công trình của họ có thể sớm bị vũ khí hóa. Frédéric Joliot Curie đã tuyên bố công khai như sau: "Nếu ngày mai họ yêu cầu chúng tôi chế tạo bom nguyên tử, chúng tôi sẽ trả lời là không." Joliot Curie cũng tuyên truyền lời kêu gọi Stockholm, một bản kiến nghị cấm tất cả các vũ khí hạt nhân, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp. Và CIA đã cách chức Joliot Curie vào năm 1950. Sang tới những năm 1950, một loạt những biến động xảy ra càng thúc đẩy người Pháp phải có vũ khí hạt nhân riêng cho mình. Hành trình lấy lại vị thế. Đông Dương ngày 19 tháng 12 năm 1946. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Nước Pháp sau Thế chiến II vẫn nuôi tham vọng là muốn giành lại những thuộc địa cũ của mình, đặc biệt là khu vực Đông Dương. Vậy nhưng cuộc chiến tranh với Việt Minh sau đó đã khiến họ nhận ra rằng mình không còn là một cường quốc thét ra lửa như ngày nào. Thay vào đó, Pháp giờ đây ngày càng phụ thuộc vào Mỹ, khi 74% nguồn lực của họ là do Mỹ cung cấp. Pháp ngày càng muốn thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ. Lý do chính dẫn tới điều này đó là Pháp cảm thấy mình bị coi thường và khinh rẻ. Thực tế thì đúng là như thế thật. Theo đó, Pháp chỉ được ngồi vào ghế hội đồng bảo an thường trực chỉ vì nước Anh muốn chia sẻ bớt gánh nặng bảo vệ châu Âu mà thôi. Anh thì vẫn chỉ coi Pháp như là một vùng đệm giữa họ với Đức. Từ một cường quốc mà giờ đây bị coi như quân cờ thì đúng là chẳng thoải mái chút nào. Nhìn chung là kể từ sau khi bị Hitler vặt trụi lồng, gà trống Gaula đã mất đi tất cả danh dự và vị thế mà vốn trước đó mất hàng trăm năm mới có thể thiết lập được. Đặc biệt là Hoa Kỳ, siêu cường toàn diện sau Thế chiến II, vốn chỉ coi họ là một quốc gia tầm trung, chứ không phải là một cường quốc. Năm 1954, khi Pháp bắt đầu toang ở Điện Biên Phủ, họ đã alo cho Hoa Kỳ nhờ cứu cánh. Thế nhưng Hoa Kỳ lại không nhấc máy, và sau đó thì Pháp mất Đông Dương. Mâu thuẫn lại càng được đẩy lên cao hơn khi 2 năm sau, Ai Cập quốc hữu hóa kênh đảo Suez. Anh, Pháp và Israel đã đem quân tới định dạy cho Ai Cập một bài học. Thế nhưng đen cho họ, Ai Cập lại là một đồng minh của Liên Xô. Liên Xô đã đe dọa tấn công hạt nhân để cứu Ai Cập. Cả ba nước kia đều trông chờ vào Mỹ hành động. Thế nhưng pha không hành động của Mỹ sau đó lại khiến họ đi từ ngơ ngác, ngỡ ngàng tới bật ngửa. Thay vì giúp đồng minh, Hoa Kỳ lại đi đêm với Liên Xô. Theo đó thì họ đe dọa sẽ cắt nguồn cung dầu và viện trợ cho Anh, đóng băng quan hệ với Pháp và cấm vận Israel nếu họ không chịu rút lui. Và đây chính là cú đâm sau lưng và bài học mà người Pháp không bao giờ quên khi chơi với Mỹ. Và kể từ đó, họ đã xem Hoa Kỳ là một kẻ không đáng tin. Vào cuối những năm 1950, Pháp càng bị coi thường khi liên tục để thua trong các phong trào nổi dậy và mất dần thuộc địa. Trong khi đó thì Hoa Kỳ ngày càng ra dáng đại ca của NATO, thậm chí nhiều lần lạm dụng quyền lực bắt nạt đàn em. Lúc này, người đứng đầu nước Pháp, tướng Charles de Gaulle, không muốn đất nước của mình mất thêm vị thế nữa, nên đã ra một quyết định táo bạo là Pháp phải sở hữu vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ chính mình. Công bằng mà nói thì Pháp mới chính là ông một mình một ngựa để chế vũ khí hạt nhân sau Mỹ và Liên Xô. Khi Anh thì được Mỹ chuyển giao công nghệ, Trung Quốc thì được Liên Xô hỗ trợ làm giàu uranium và xây nhà máy điện hạt nhân, Ấn Độ thì nhận được hỗ trợ từ cả Mỹ, Liên Xô, Anh và Canada. Chỉ có một mình Pháp là tuyên bố một mình Anh một kiểu. Chính phủ Pháp đã tiến hành các bước sơ bộ để tổ chức lại chương trình nguyên tử vào năm 1956 dưới thời Tổng thống Pierre Mendès-France, người thiết lập mối liên hệ giữa CIA và Bộ Quốc phòng Pháp. Lực lượng tình báo Mỹ từ năm 1957 biết chính phủ Pháp ngày càng có nhiều áp lực theo chủ nghĩa dân tộc để chế tạo bom. Thì cùng năm đó, Mỹ và Anh đã quyết định không chia sẻ bất cứ thông tin nào về các chương trình hạt nhân của họ với Pháp hoặc Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 1958, chính phủ Pháp
đã dồn nguồn lực vào lực lượng chiến lược hạt nhân, viết tắt là SNS. Thất vọng với việc Pháp bị loại trừ khỏi mối quan hệ đối tác Mỹ-Anh, vị tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc Charles de Gaulle muốn làm cho Pháp phải độc lập hơn khỏi tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Năm 1957, Pháp thành lập một địa điểm thử nghiệm hạt nhân gần thị trấn Rigan của Algeria. Đây là một ốc đảo trên sa mạc Sahara. Vụ thử hạt nhân đầu tiên của Pháp có tên mã là Jubois Bleu hay Jubois Xanh Lam, diễn ra lúc 7 giờ 04 phút sáng ngày 13 tháng 2 năm 1960. Quả bom được kích nổ trên đỉnh một tòa tháp cao. Nó có đương lượng là 60 đến 70 kiloton, mạnh gấp 4 lần quả bom Little Boy ném xuống Hiroshima. Ngay sau khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, quân đội Pháp đã nhanh chóng thiết lập một vùng ô nhiễm dài 150 km xung quanh vùng Rigan. Vụ nổ hạt nhân ngày 13 tháng 2 năm 1960 đã khơi mào cho một loạt 4 cuộc thử nghiệm sau đó, được gọi là Jubois Xanh Lam, Jubois Trắng, Jubois Đỏ và Jubois Xanh Lá Cây. Chúng kéo dài cho đến ngày 25 tháng 4 năm 1961. Pháp tiếp tục thử nghiệm ở Algeria cho đến tận năm 1966, gần 4 năm sau khi mà Algeria độc lập. 3 cuộc thử nghiệm khí quyển tiếp theo được tiến hành tại Rigan đã làm dấy lên sự lên án và phản đối từ nhiều quốc gia châu Phi khác. Do đó thì một loạt các cuộc thử nghiệm dưới lòng đất sau này được tiến hành ở làng Inaker, miền nam Algeria. Bãi thử nghiệm Rigan đã không được trả lại cho Algeria kiểm soát mãi cho tới ngày 15 tháng 1 năm 1967. Từ năm 1961 đến năm 1966, Pháp đã tiến hành liên tiếp 13 cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất. Sau khi thử nghiệm thiết bị hạt nhân của riêng mình, Pháp đã tìm cách đưa vào chương trình chia sẻ hạt nhân của Mỹ và Anh. Tuy nhiên, Mỹ chỉ sẵn sàng chia sẻ hạt nhân của mình trong cấu trúc của NATO. Tướng De Gaulle đã bác bỏ đề xuất này do bất mãn trước nỗ lực của Mỹ nhằm giành lấy quyền kiểm soát chính trị với các lực lượng hạt nhân của Pháp. Năm 1960, Tổng thống De Gaulle đã nhận thức được rằng Pháp kiểu gì cũng sẽ mất Algeria và bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thử nghiệm thích hợp hơn. Việc xây dựng các địa điểm thử nghiệm được bắt đầu ngay sau đó tại đảo San Ho Tuamotu của Mururoa và Fangataufa ở Nam Thái Bình Dương. Và cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến hành vào ngày 2 tháng 7 năm 1966. Pháp tiếp tục tiến hành tới 192 cuộc thử nghiệm bổ sung tại Polynesia thuộc Pháp. Chính phủ Pháp đã đảm bảo với cư dân bản địa rằng sẽ không có nguy hiểm gì vì đảo Mururoa với dân cư thưa thớt cách Tahiti đông dân hơn 1.500 km và hứa rằng các cuộc thử nghiệm sẽ chỉ xảy ra khi có gió thổi khỏi các đảo có người ở. Họ cũng khẳng định rằng các cuộc sơ tán thích hợp sẽ được thực hiện và các hướng dẫn an toàn sẽ được phân phát. Tuy nhiên, toàn bộ người dân Polynesia thuộc Pháp đã phải hứng chịu lượng nhất định về bụi phóng xạ hạt nhân. Sau một thời gian ngắn tạm hoãn thử nghiệm vào đầu thập niên 1990, Tổng thống Jacques Chirac tuyên bố vào ngày 13 tháng 6 năm 1995 rằng hoạt động thử nghiệm dưới lòng đất sẽ được tiếp tục ở Polynesia thuộc Pháp. Quyết định này đã bị các quốc gia liên quan lên án gay gắt và gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối khắp Tahiti. Tuy nhiên, bất chấp việc bị ném đá, lời nói của Pháp đã trở nên lực hẳn và sau đó là thực hiện tham vọng của mình, bắt đầu với việc đá đít lính Mỹ về nước. Lưu ý một chút là vào năm 1966, Pháp đã quyết định rút khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự Hợp nhất NATO. Đây là cơ quan đầu não của tổ chức này. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới điều này là vì Pháp luôn có tiếng mà chẳng có miếng. Dù quyết định của Bộ Chỉ huy là người đứng đầu có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào, thế nhưng kể từ khi NATO được thành lập thì bao giờ chỉ huy cũng là người Mỹ và phó chỉ huy là người Anh. Ngoài ra thì De Gaulle cũng lo sợ rằng sự phụ thuộc vào Mỹ khi quyết định tham chiến, rằng họ sẽ không được quyền tự quyết với kho vũ khí hạt nhân của mình mà họ đã bỏ cả núi tiền để làm ra. Và sau khi quyết định được đưa ra, hơn 30.000 quân của Mỹ đóng ở Pháp đã phải quấn gói về nước. Phải đến năm 1996, họ mới trở lại Bộ Chỉ huy Quân sự NATO, thế nhưng vẫn với một thái độ lạnh nhạt với Mỹ. Loạt thử nghiệm hạt nhân cuối cùng của Pháp đã gây ra nhiều phản đối quốc tế và tẩy chay các sản phẩm của Pháp, vì nước này đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trong quá trình đàm phán hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, viết tắt là CTBT. CTBT là một hiệp ước đa phương cấm sử dụng tất cả các vụ nổ hạt nhân cho cả mục đích dân sự và quân sự. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
đã thông qua CTBT vào ngày 10 tháng 9 năm 1996 và đã có một chuyện xảy ra, không biết có phải là do nghiệp quật hay không, khi mà biến đổi khí hậu đã làm cát từ sa mạc Sahara, vốn chứa phóng xạ hạt nhân từ các vụ thử nghiệm của Pháp, bay đến tận Paris vào năm 2021. Một số ước tính của các nhà khoa học cho thấy, với tần suất thử hạt nhân của họ trong quá khứ, thì ít nhất là 30 năm nữa, cát ở đây mới giảm đi một nửa độ phóng xạ. Và phải mất tới 210 năm nữa, thì phóng xạ ở đây mới giảm xuống mức 1%. Thế nhưng nhờ có vũ khí hạt nhân trong tay, lời nói của Pháp cũng trở nên có trọng lượng hơn hẳn, dù không tới mức thét ra lửa như thời kỳ trước Thế chiến II. Thế nhưng cũng đủ để người khác phải lắng nghe, đặc biệt là Mỹ, khi Pháp luôn đi đầu trong việc đưa ra các ý tưởng làm hạn chế quyền lực của người Mỹ tại châu Âu, cũng như giúp họ có thêm vị trí trên trường quốc tế, với câu slogan nổi tiếng, châu Âu là của người châu Âu, không phải của người Mỹ. Ông này luôn đi tiên phong hoặc là khởi xướng các chương trình, các phong trào có ý định là đá đít Hoa Kỳ khỏi châu Âu, đơn giản vì cay cú thôi. Có thể là các bạn chưa biết, nếu hất tay trên là một môn thể thao thì Hoa Kỳ xứng đáng là người giành huy chương vàng. Và những người bị Hoa Kỳ hớt tay trên nhiều nhất lại chính là Pháp, đúng theo câu khẩu hiệu thịt nào ngon bằng thịt anh em. Năm 2021, khi Pháp và Australia đã thỏa thuận về việc Australia sẽ mua 12 tàu ngầm diesel của Pháp, ước tính với đầy đủ option vũ khí, bảo dưỡng v.v. thì giá trị hợp đồng sẽ lên tới 91 tỷ đô. Hai bên đã ký giấy và Pháp thì cũng hoàn thành được chiếc đầu tiên, thì Mỹ đã làm một pha hớt tay trên khi đưa Australia vào tổ chức AUKUS, chia sẻ công nghệ đóng tàu ngầm hạt nhân cho họ. Và lập tức, Australia đã hủy hợp đồng với Pháp. Dù vẫn được đền bù hợp đồng, thế nhưng các bạn hãy thử tưởng tượng, viễn cảnh đã đưa được miếng mồi vào mồm rồi, đang nhai, chuẩn bị nuốt rồi, lại phải nhổ nó ra, thì nó cay cú thế nào? Cũng trong năm đó, họ mất tiếp hợp đồng cung cấp tiêm kích Rafael cho Ấn Độ, vốn trị giá 12 tỷ đô, vào tay của Nga. Đến cuối năm, tưởng là có thể gỡ gạc được một ít vốn khi ký được hợp đồng đóng 3 khinh hạm có trị giá gần 2 tỷ đô cho Hy Lạp, thì một lần nữa Mỹ lại hớt tay trên, cướp luôn hợp đồng khi đưa Hy Lạp vào chương trình bàn giao lại khí tài cũ. Hiểu nôm na là Hy Lạp sẽ nhận được các tàu chiến về hưu non của Hoa Kỳ với cái giá chỉ bằng 1/3 giá trị ban đầu. Không những vậy, Mỹ cũng đơn phương đưa ra cấm vận với Iran, bất chấp việc Pháp đang có mối làm ăn chặt chẽ với quốc gia này. Nói chung là đã không ít lần Pháp bị Mỹ đạp đổ chén cơm. Vậy nên, việc đi tiên phong trong việc bật lại Mỹ của Pháp cũng là điều dễ hiểu.